Đồ Gỗ Tùng Cám xin kính chào quý khách nha. Hiện tại là 3 giờ chiều của ngày 25 tháng 10 năm 2020. Còn thì cháu tên là gì nhỉ? Rất là nặng nhật đó là cháu Minh ở xã Sương Thịnh huyện Cẩm Khê về để kỹ thuật hội trang kể chất liệu gỗ lim. Và đây trên hình ảnh quý vị đây là phải nói tên gì tại quê ngố Minh.